Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AGOP claim 5 triệu top cần có kiện Lucy Buy New các bạn. Thì chương trình AGOP này thì nó được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain các bạn. Nó có tờ Twitter và Telegram, có hợp đồng BC thì can lắm nhưng mà. Thì hiện tại nó trong chương trình bán hàng pre-sale. Các bạn có thể mua là min tối thiểu 0.01 BNB bằng 250 triệu top cần Buy New nữa. Thì chương trình AGOP này nó sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 các bạn. Và nó sẽ limit lên sàn Binance Swap vào ngày 1 tháng 7. Tất cả việc bán token sẽ được đưa vào thành khoản thanh toán trên Binance Swap mà là nó sẽ list sàn Binance Swap cho các bạn giao dịch. Thì các bạn cần phải có địa chỉ chocolate, các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn dán vào một đáp các bạn. Rồi bạn muốn gỡ nó. Dự án thế này thì hiện tại nó cho bạn claim free để nó giới thiệu dự án đó thôi. Các bạn claim các bạn sẽ tốn được 0.1 USDT, các bạn chỉ được 2.000 bạc. Rồi các bạn bấm vào claim airdrop nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.00055 BNB, có khoảng 0.18 đô. Khá là rẻ luôn các bạn. Rồi các bạn claim, các bạn chờ chút xíu các bạn để nó smart hơn chắc chút. Ok, mình đã về được 5.000 tập cần Inu nè các bạn, Shiba Inu nè. Con này tổng cung tới có 50 tỷ tập cần các bạn. Hiện tại Shiba Fund có 2.514 holder nè. Thì trong web sẽ ra cập nhật các bạn. Ok. Rồi bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy được 5 triệu tập cần các bạn. Tập cần Roden Shiba Inu nè. Để mình qua trang Binance Swap mình coi con sắt của nó có cho mình hold trên Binance Swap không các bạn, hay là có cho mình swap gì không, cho bạn chút xíu thôi. Những con token claim này là có gác không có giá trị chứ các bạn, chỉ claim để đó đi. Rồi các bạn bấm mát này. Rồi hiện tại nó chưa có thành khoản các bạn ơi. Chờ ngày 1 tháng 7 nó sẽ cho các bạn thành khoản các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.